Không nhắn được nữa chị ạ, chặn rồi, bây giờ phải làm Facebook khác thôi. Này anh hỏi có phải tên là Thu Hằng không? Tuyết Trinh có phải không? Không ạ. Thế không phải hai cô kết bạn với anh rồi. Vâng, rất là sung sướng, hạnh phúc, cười vừa rồi còn mắt đỏ hoe cơ. Sao bạn lại có cái biểu hiện như vậy? Bài hát này là bài hát em sáng tác. À. Và em theo đuổi âm nhạc cách đây 7 năm, khi em còn là sinh viên học y. Em không lý giải được là vì sao mọi thứ em đều chán, nhưng riêng của âm nhạc thì em có thể nghe cả ngày. Khi em theo âm nhạc em đã 28 tuổi rồi. Thì em nghe cái bài của anh Hải Phong là bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì. Rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như trôi qua bao nhiêu năm nữa. Tự dưng thì em lại cảm thấy rằng là cái ước mơ đấy lại tiếp tục, lại muốn làm tiếp. Khi mà vào đến vòng này thì bọn em có nói với nhau nếu như mình may mắn được chọn thì chọn ai. Thực sự thì em cũng phân vân giữa chị Mỹ Linh và anh Hải Phong. Khi mà em đã thấy rằng là cái tường này nó sắp đóng rồi. Anh chợt nhớ đã mấy tháng qua chưa có tin nhắn đến tay. Cái xe của anh Phong bắt đầu tiến lên. Thực sự em có một chút hy vọng. Sau đó chị Mỹ Linh bước lên thì em thực sự em vỡ òa. Làm sao để tin đêm ra bản tin thì toàn
thì bây giờ em không biết làm thế nào. Chị là người kêu anh nói anh Phong bán nhạc thì ok đó, và chị nói là hãy bấm cho các bạn ấy đi, các bạn dễ thương. Cái thứ hai là về cái chủ đề mà bạn đang biết chuyện tình Facebook, thực ra là đó là có phải chuyện tình thiệt của em không? Chuyện tình của em ạ. Em kể lại xem nào. Hơn một năm trước có một bạn ấy kết bạn với em. Sau khi bạn kết bạn với em thì bạn ấy like, comment và bạn ấy quan tâm những cái cảm xúc của em ấy. Cái thời gian của em rất là chán. Tức là các bạn đó cũng ở Hà Nội hay sao? Không, bạn ấy ở Đà Lạt ạ. Thì bạn ấy comment là tức là bạn ấy động viên em ấy. Thì sau đó thì rất là nhiều đêm nói chuyện đến 2 giờ sáng. Không biết ai là người tắt máy trước. Nhớ ngày đó ta mới quen nhau, 2 giờ sáng vẫn thức nhắn tin. Em cùng anh xem ai là người ngủ sau. Có một hôm thì em vào Facebook thì bảng tin nói rằng là có lỗi. Anh chờ mãi không thấy tin em, anh cầm máy inbox cho em, nhưng bản tin bao lại là có lỗi. Không hiểu tại sao bạn ấy chặn Facebook của em. Thì xong rồi một thời gian bạn ấy lại mở Facebook của em. Sau đó thì bạn ấy cũng quan tâm xem cuộc sống của em thế nào. Cũng nói rằng là em rất mừng khi mà thấy anh kiểu như là anh đã thay đổi, anh đã mạnh mẽ hơn, anh không còn những cái buồn chán. Thì bạn nói rằng như thế là em thấy cảm thấy là mãn nguyện rồi. Bây giờ em có thể em biến mất được rồi. Thế là bạn ấy chặn Facebook luôn. Bây giờ cũng không mở Facebook cho em. Không thấy tin em đâu, chờ em nửa năm. Có hai điều. Thứ nhất là khi mà em bị chặn vậy á, thì em viết ra được một bài hát hay thế này. Hôm nay em lại vượt tường một cách ngoạn mục. Chính vì bài hát đó, em phải ngày mai em nhớ nhắn tin cảm ơn bạn đó, vì bạn đã cho em một chuyện tình. Không nhắn được nữa chị ạ, chặn rồi, bây giờ phải làm Facebook khác thôi. Này anh hỏi, có phải tên là Thu Hằng không? Tuyết Trinh có phải không? Không ạ. Thế không phải hai cô kết bạn với anh rồi. Bây giờ em có muốn kết bạn Facebook với anh không? Em có chứ ạ. Nếu có thì điều kiện của anh là phải về đội của anh mới được kết bạn. Cái ban nhạc này nó có 4 người. Và từ nãy giờ thì nói quá nhiều về bạn bác sĩ. Em chỉ muốn hỏi là cậu bé đáng yêu mà hát hồi nãy. Em tên là Nguyễn Huy Hoàng và hiện tại em đang là sinh viên cao đẳng của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội ạ. À, là em học môn hát luôn. Vâng, em là trong khoa thanh nhạc ạ. Thế còn các em cũng dân nhạc luôn? Dạ, em là Bảo Long. Dạ, em là kinh doanh quán cà phê. Dạ, em chơi nhạc đam mê và em cũng mở quán cà phê acoustic luôn. Dạ, anh em gần nhau xong rồi anh Đạt có ngã ý rủ em vào bên thi và em đồng ý liền. À, tức là bọn em sống ở Hà Nội hết? Dạ không, em ở Sài Gòn. Thế là rủ bằng cách nào, lại qua Facebook à? Dạ đúng rồi, gặp nhau trên Facebook. Hay chưa? Dạ. Anh giới thiệu, em tên là Hoàng Mạnh. Em trước là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sinh viên Bách Khoa, bây giờ theo âm nhạc. 3 chàng trai Hà Nội, 1 chàng trai đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã thành lập ra ban nhạc Gác 2. Các khúc vừa rồi họ vượt tường thành công, đó chính là Chuyện Tình Facebook. Và bây giờ các bạn được chọn một trong số 2 huấn luyện viên. Về anh Phong là đúng nhất. Không về với anh là anh buồn lắm đấy. Em xin về đội anh Hải Phòng.